nghề làm cha mẹ cũng phải học nghề kiếm tiền cũng phải học thì xin vui lòng nghề làm cha mẹ cũng phải học chúng ta nuôi dạy con suốt hai mươi mấy năm mà chúng ta không học một ngày nào là chúng ta ngây thơ chào thầy và chào anh Liêm em là người mẹ cũng dễ sinh giận cũng la con nhiều lần nhưng em biết mình đã sai rồi và luôn giặt vặt bản thân của mình gần đây thì em thường xuyên xin lỗi con và khuyên con rằng cả nhà ta cùng cố gắng thay đổi nhé em cũng đang cố gắng thay đổi từng ngày Tuy nhiên thì em muốn là thầy và anh Liêm cũng có thể giải đáp được rằng làm sao để mình có thể nhanh chóng thay đổi bản tính dễ sinh giận và hay quát mắng áp đặt con cái làm theo ý mình đặc, đặc biệt là theo ý của cả ba và mẹ Rồi Đây là câu hỏi muôn thuở các bạn không phải giận với con mình đâu Các bạn mà hay giận với con mình tôi đảm bảo các bạn cũng rất hay giận với chồng mình. Ông chồng là một đứa con lớn thôi khác gì đâu? Và các bạn còn hay giận với chính mình nữa Mà các bạn không biết Nhưng vì các bạn không dám chút giận lên mình Nên các bạn có xu hướng chút giận lên những người xung quanh Chút giận lên mình thì nó vô lý quá Vì cơn, cơn giận vốn nó nằm ở bên ngoài hay vốn nó nằm ở bên trong Cái ngọn lửa giận ấy, nó nằm ở bên ngoài đường Nó nằm ở trong bếp hay nó nằm ở trong tâm mình Nó đang đốt ai khi cơn giận nó bùng lên Thì nó đang đốt ai Các bạn comment xuống Nó đốt ai trước Người đầu tiên bị cơn giận đốt là ai Xác định thật rõ cái này đi Tức là nguyên nhân gốc Mình phải xác định trước Thì mình mới có bài toán giải Còn mình cứ đổ lỗi cho con mình Tức là mình đặt cái, cái lửa nó ở bên ngoài mình cái ngọn lửa giận chúng ta cứ đặt ở bên ngoài mình Xong chúng ta đòi đi chữa cái bên ngoài Làm thế nào để con em nó làm em hết giận Thầy ơi, thầy không chữa được đâu ai mà chữa được Ngọn lửa nó nằm trong tâm mình, nó đang đốt mình đấy Nhưng mình không biết cách nhìn nhận, tức là mình thiếu sự hiểu biết Thì mình lại dí ra nguyên nhân ở bên ngoài Tức là chúng ta có xu hướng lý do và chúng ta có xu hướng đổ lỗi Vậy việc đầu tiên là chúng ta phải quay về bên trong để nhìn lại mình Quay về bên trong nhìn lại mình Nhân do mình gieo, ngọn lửa giận ở bên trong tâm mình Ngọn lửa tự ái nằm ở trong tâm mình Những ngọn lửa đòi hỏi con mình phải thế nọ, chồng mình phải thế kia nằm trong tâm mình. Nó là ngọn lửa của sự dính mắc, của sự đòi hỏi, của tâm tham đấy. Nếu mà chúng ta học sâu nó là tâm tham thôi, chả là cái gì đâu. Mình hiểu sâu nó, mình mới phải buông dần tâm tham. Thì ở đây tôi giới thiệu với các anh chị một số cái quyển sách nếu có điều kiện về đọc nha. Rất hay nên đọc. Quyển đầu tiên là quyển giận. Quyền giận của thầy Thích Nhất Hạnh, YouTube có, nha, ebook có và sách giấy có luôn kiểu gì cũng có hết đầy đủ các phương tiện chỉ còn có một cái thứ duy nhất thiếu thôi là các bạn có đọc hay không thôi các bạn có chịu nghe hay không thôi đọc hay nghe rồi về có thực hành không bây giờ công cụ có sẵn này thuốc có sẵn này các bạn chịu uống không đấy có một quyển giận Nói nguyên chỉ về mỗi chữ giận thôi, nguyên quyển sách Cũng không dày lắm đâu, khoảng 200 trang thôi trăm mấy 200 trang thôi bây giờ cho thuốc rồi đó có về uống không có về đọc có nghiền ngẫm nó không có ứng dụng cho mình không bác sĩ giỏi đến đâu mà bệnh nhân không uống thuốc với? ích huấn luyện luyện viên giỏi đến đâu mà nói cầu thủ cầu thủ không rèn luyện với? ích huấn luyện viên có giỏi đến đâu thì cầu thủ cũng phải rèn luyện hàng ngày thì đội ngũ nó mới mạnh được các bạn thấy dung chưa đấy quyển thứ nhất quyển dẫn quyển thứ hai sống đơn giản cho đời thanh thản. Sống đơn giản cho mình thanh thản. Đôi khi chúng ta cầu kỳ quá, chúng ta yêu cầu con mình phải thế kia, chồng mình phải thế nọ, chính cái sự phức tạp hóa vấn đề này lên. Mình cứ so sánh, so bì. Mình thi rớt đại học y, bắt nó phải đậu đại học y. Nó là gen của mình, nó phải rớt, nó đúng. Nó là đậu coi chừng không phải là con mình. Các bạn hình dung chưa? Đấy, nên sống đơn giản cho đời thanh thản chúng ta phấn đấu nhưng trên nền tảng của sự đơn giản đừng cầu kỳ quá đừng phải bắt chiếc cuộc đời cuộc đời nó màu mè nó hoa hoét kệ đó đỉnh cao của sự phức tạp chính là sự đơn giản chúng ta đừng bám vào sự phức tạp rồi cuộc đời nó khổ ra nha sống đơn giản thì đời nó thanh thản thanh thản thì tự nhiên các bạn nhìn cuộc sống nó hạnh phúc nha hạnh phúc rồi thì cơn giận nó không đến nữa Chúng ta cứ cầu kỳ phức tạp thì cơn giận nó sẽ đến. À. Rồi, làm cha mẹ tỉnh thức. Làm cha mẹ tỉnh thức. Luyện chưa? Đấy, trao cho ít nhất 3 quyển nhé. Cha mẹ phải tỉnh, còn khi mình giận mình đâu còn tỉnh nữa. Người ta nói là giận quá hóa điên. Giận quá hóa khùng, tức là khi mình giận là mình một dạng của tâm thần, một dạng của điên khùng thì không tỉnh thức thì ở cuốn này nó hướng dẫn cách chúng ta làm cha mẹ tỉnh thức thì nó ít giận. Và các bạn luyện cho đủ lâu, đủ sâu, đọc sách, nghiền ngẫm, thực hành, triển khai, thực hành, triển khai 6 tháng liên tục, tự nhiên các bạn hết giận. Phương thuốc trao hết rồi nha. Toàn thuốc hay thôi, ba quyển là là ba phương thuốc cực hay. Đó, về cơ ứng dụng không? Rồi thêm một quyển nữa này. Nhiều thuốc quá, thôi thầy cho nhiều thuốc này bội thực em uống xong em chết. Không sao cả, kệ nó. Chết vì đúng thuốc còn hơn chết vì không biết thuốc. <laughs> Đây là quyển sổ tay hành trình dạy con trưởng thành từ ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Dạy con trưởng thành từ ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Sổ tay hành trình. Nha, các bạn muốn bước vào cái quyển sổ tay hành trình này để có đồng đội nâng đỡ, nha, để có người hướng dẫn sử dụng sổ tay từng ngày từng ngày một trong suốt hơn 30 ngày Cùng nhau chuyển hóa cả nhóm với nhau Cùng nhau tất cả các bạn đều là những cha mẹ Đều khúc mắc về vấn đề dạy con Thì các bạn chỉ cần quyền này là đủ Và quyền này đã chuyển hóa vô số người rồi Quyền này chính là sổ tay hành trình Của một lớp học Chúng tôi gọi là dạy con trưởng thành từ ba gốc Một lớp học vô cùng hấp dẫn Đây Ban tổ chức chiếu giúp tôi cái này Đây. đây là một cái hành trình của những anh chị phụ huynh rèn mình trước khi rèn người ngọn lửa dẫn ở trong tâm mình cách dạy con là phải từ mình chứ không phải tại con được đừng bao giờ đổ lỗi cho con mình sinh nó ra mình là nhân con mình là quả vậy mình sửa từ nhân trước đây là những hành trình của những anh chị phụ huynh từ những anh chị phụ huynh rất trẻ lập gia đình chưa có con cho đến những anh chị phụ huynh đã có con mười mấy hai mươi tuổi vẫn học đó, các bạn thấy không? Đó. Nếu bạn không thể đi ra ngoài hãy đi vào bên trong. Muốn dạy con, con là bên ngoài mình, mình phải đi vào bên trong mình sửa mình thì mình dạy con rất dễ. Các bạn thấy dùng chưa? Và đây là cuộc sống của một cô gái từng tự tử 3 lần, kết hôn 3 lần ở tuổi 24 và đang sống tỉnh thức, làm cha mẹ tỉnh thức đấy. Và gia đình bây giờ rất hạnh phúc. Nên nghề làm cha mẹ cũng phải học nghề kiếm tiền cũng phải học thì xin vui lòng nghề làm cha mẹ cũng phải học chúng ta nuôi dạy con suốt hai mươi mấy năm mà chúng ta không học một ngày nào là chúng ta ngây thơ chúng ta đi kiếm tiền ba mươi năm chúng ta phải học bốn năm đại học đó chúng ta đi ra làm chúng ta lại học thêm một mớ tiền nữa ở giám đốc điều hành này giám đốc marketing này giám đốc kinh doanh này à, giám đốc nhân sự này quản lý cấp chung này ôi chúng ta học đủ thứ hết rồi KPI, rồi BSC, rồi quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Học một đống hàng trăm triệu cho mỗi 30 năm kiếm sống. Ủa, thế hai mươi mấy năm dạy con đâu? Sao không bỏ ra vài trăm triệu học đi? Không cần đâu, nha. Yeah. có vài triệu thôi là xong rồi. Với điều kiện, học phải rất nghiêm túc. Chúng ta rất nghiêm túc, nó chuyển hóa ngay. Tức là học đúng cách. Đó, thì đây là những cái gia đình này. Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình Mà muốn đi xa hãy đi cùng đồng đội Các bạn thấy dung ha đó Thì đây Nó là cái nhóm này Các bạn có điều kiện thì nên vào Nó là một hành trình đây Nó là một hành trình Rèn mình trước khi rèn người Hành trình của ba mẹ rèn luyện Để từ đó biết cách dạy con Lớp này ghi là dạy con trưởng thành từ ba gốc Mà nó gọi tên đầy đủ này Dạy cha mẹ biết cách dạy con từ ba gốc Tên đầy đủ nó phải thế nó mới đúng Chúng ta có 15 buổi và 30 ngày đồng hành Có bài học, có bài tập, có thang đo Và cảnh báo trước này Chỉ những ai thực sự nghiêm túc về việc học Mới nên tham dự khóa này Còn các bạn vào lớp để dạo chơi Thì thôi vào làm gì phí thời gian của nhau nhé. Đó. Cảnh báo đấy Chỉ những ai thực sự nghiêm túc về việc học Để trở thành những người cha mẹ Biết cách dạy con trưởng thành Từ đạo đức, trí tuệ, nghị lực Thì mới nên tham dự Đó. Rất nghiêm túc đấy nếu bạn biết những con người, mô hình, dự án tử tế, hãy kết nối với chúng tôi để chấp cánh cho điều tử tế bay xa, bạn nhé. Bạn có thể xem video ở phía bên tay trái, nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của GNetwork.